thể phát âm được âm O trong tiếng Anh, chúng ta cần chú ý phần khẩu hình miệng. Các bạn hãy đặt khẩu hình miệng giống âm O trong tiếng Việt và sau đó phát âm là O. Sau đây sẽ có 4 lưu ý cho các bạn. Lưu thứ nhất, nguyên âm A sẽ được phát âm là O khi nó đi kèm với hai chữ L hoặc một chữ L. Sau đây mình xin đưa ra ví dụ. Từ thứ nhất, install. Từ thứ hai, tall boy. Từ thứ ba, bowl. Từ thứ tư, call. Từ thứ năm, all. Từ thứ sáu, talk. Lưu ý thứ hai, nếu như trong từ có âm AO và sau đó đi kèm một phụ âm thì âm AO này đi kèm phụ âm sẽ được phát âm là O. Mình xin đưa ra ví dụ. Từ thứ nhất, source. Từ thứ hai, pause. Từ thứ ba, haunted. Từ thứ tư, autumn. Từ thứ năm, daughter. Từ cuối cùng, auction. Lưu ý thứ ba cho các bạn, nếu tận cùng là âm AW đi kèm một phụ âm hoặc là âm AW thì âm AW này sẽ được phát âm là O. Mình xin đưa ra ví dụ nhé. Từ thứ nhất, draw. Từ thứ hai, pull. Từ thứ ba, roll. Từ thứ tư, saw. Từ thứ năm, jaw. Và cuối cùng, một lưu ý cho các bạn nữa, đó chính là các tổ hợp khác sẽ được phát âm là O khi đứng cùng các phụ âm trong từ, bao gồm là... Mình xin đưa ra ví dụ. Rod. Ví dụ thứ hai, thought. Ví dụ thứ ba, ought to. Ví dụ thứ tư, bought. Ví dụ thứ năm, poor. Ví dụ thứ sáu, for. Ví dụ thứ bảy, court.